Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Bây giờ mình đang đứng ở trên mái nhà của mình. Đó. Phía trên là bầu trời và tấm lưới nho, lưới của giàn nho. Phía trước mình và xung quanh mình là nhiều thứ trái cây khác nhau. Mời các bạn tham quan khu vườn. Không chỉ một mảnh vườn mà ba mảnh vườn. Một mảnh vườn trên mái, một mảnh vườn sân thượng và một mảnh vườn ở dưới sân, dưới đất. Thì đây là cái cuối khu vườn ở trên mái nhà. Đây là cây cóc 4 tháng rưỡi tuổi. À, nó có 3 chùm bông trái. Cái cây cóc là cây ổi ruby. Ổi ruby này cũng vậy thôi, cũng mua ngày 2 tháng 9 năm 2020, là cũng hơn 4 tháng. Và đây là cây cóc cũng mua cùng ngày. Nói chung mình mua một lúc 12 cây ăn trái. Và bây giờ khi mình mua về á, mình thấy nó ít nhánh quá, mình cắt mất cái đầu. Thế là nó ra được 1, 2, 3 nhánh. Ra nhiều nhánh nhưng mình đã bứt hết rồi. Chẳng hạn như cái nhánh này quắn quắn quéo quéo thì mình sẽ bứt, mình không để nó. À, cái nào quắn là mình dục, để lại những cái nào mà tươi tốt. À, những cái quắn quắn là dục. Thì cái cốc này là một cái chậu trồng ngô ôm, sau đó là cây táo và cây ổi ruby, cũng mua ngày 2 tháng 9 2020. Và kế đây là một cây bồn trồng nhiều thứ mà mình sẽ nói sau đây. Đó là trong bồn này á, mình cắm rất nhiều cái nho và cắm rất nhiều cây hương thảo. Khi một cây hương thảo bị bệnh thì mình cắt cắt nhánh của nó và mình cắm xuống, cứ cắm đại thì cây nào sống được thì sống, thì tốt là có được một cây con. À, có mất gì đâu. Đây là một cây nho nè, phía trước cũng nhiều cây nho, 1 2 3 cây, cắm rất nhiều nhưng mà sống được khoảng 40%, tất cả đều lên chồi mới. Đó, nhưng mà lên xong thì nó chết, chết chồi và khô khô cây luôn. Lẽ ra mình cắm ở nơi mát thì nó sẽ phù hợp hơn, nhưng mà tại vì đây mới có đất, còn ở chỗ mát không còn đất nữa. Đây ví dụ cây hương thảo này mình đã cắm được khoảng nửa tháng và bây giờ chứng tỏ là đã sống rồi nè, xanh chắc chắn, moi lên là có rễ. Cây này thì mới cắm hôm qua hôm kia, cây này mới cắm. Cây này thì cắm cũng được với cây bên đây, hai cây đều sống hết này. Như vậy muốn có nhiều cây thì ta cứ siêng cắm, cũng như muốn có nhiều con thì ta cũng nên siêng cắm, không siêng cắm sao có con chá. Đấy, đây cây hương thảo sống rồi này, cắm được hơn nửa tháng mà sống rồi đó. Đây là nho, nho nho cũng cắm thôi, cắm đại thôi. À, cái bồn này là táo ra bông quá trời và đậu trái. Đó, tức là lúc mua về nó còn nhỏ xíu thì nó rất nhiều bông, mình ngắt bông hết rồi. Để mình dưỡng cho cây nó khỏe cành cái đã. Thì bây giờ nó ra bông vào đầu trái cũng khá nhiều đấy. À, có trái hôm qua mình ăn rồi, ăn để cho nó đủ sức, nó giữ sức nuôi những cái trái đồng loạt này. Đó, trong số những cái trái này thì có cặp này to nhất, trái này to nhì, còn những trái này đồng loạt này thì li ti. Thì hy vọng nó sẽ là những chùm trái. Cái nó là cây ổi ruby quá trời bông. Ở đây nắng quá gắt,
cho nên là nước tưới xong rồi buổi sáng mà vẫn có cái nhỏ giọt, đầu cắm nhỏ giọt. Để hỗ trợ thêm, chứ khô quá sợ nó chết héo. Cái mận này mới ra 3 cái bông, hứa hẹn là có trái đó. Trên nó mình cũng để một cái nhỏ giọt này. Nhỏ giọt này chậm lắm, xài được 2 ngày mới hết, mới hết cái bình nước này. Cũng hỗ trợ thôi, chứ sáng ra phải tưới. Nhưng khi về quê thì chỉ tưới xong rồi cho nhỏ giọt thôi. Đây cũng hỗ trợ nè, hỗ trợ nhỏ giọt cho nó đỡ khô. Rồi cây táo thì ta đến thăm cây nho. Cây nho này không được khỏe cành lắm, không được khỏe khỏe gốc lắm. Cho nên khi mà mình cắt để mà tạo cành cấp 1 thì nó chỉ nhảy được một cành cấp 1 thôi, duy nhất thôi. Và nó cho 2 chùm trái. Nhưng mình đã giục mất rồi. Mình ngắt, mình giục. Mình trồng chung nó là cây ớt trái đen. Khi chín thì đỏ, khi nhỏ thì đen. Và có một cái cây cà chua mọc hoang lên, mình cũng để luôn. Quách trời trái nha. Có 2 trái đỏ lòm mình đã cắt, mình để giống rồi. Giờ mình cũng hỗ trợ nó, sáng đã tưới rồi, nhưng bây giờ mình hỗ trợ một cái nhỏ giọt làm từ cọng rơm. Cọng rơm mình xỏ vô cái lỗ ở nắp bình mình khoan lỗ rồi mình xỏ cọng rơm vô, thế là nó chảy nhỏ giọt. Hơi bị lâu nha, 1 phút nhỏ một lần. Rồi anh này thì ta đi. Quên, vừa nhỏ giọt rồi mình còn làm cái sợi dây dẫn nước nữa chứ. Cũng tỏ ra ta đây yêu khoa học nha. Rồi rồi cái em, những em này thì qua thăm em ổi huyền thoại. Ổi thì mình đã nói trong cái clip mà công thức số 3 kỳ diệu, một từ đầu nhánh 1 2 3, nó ra trái ở mắt lá thứ 3. 1 2 3, cho nên nếu muốn ra trái nhiều thì cứ đếm 1 2 3, đếm một cái nhánh. Ví dụ nhánh này đếm 1 2, mắt lá thứ 3 mà không có trái, chắc là có mà hái rồi đó. Ví dụ nhánh này 1 2 3 mà không có trái, muốn ra trái đồng loạt á, thì ta cắt ngay cái mắt lá này. Cắt nhánh ngay cái mắt lá thứ 3 này để nó ra 2 nhánh mới, và ta lại đếm 1 2 3. Nếu 1 2 3 mà không có trái xuất hiện thì ta cắt. Rồi nó ta sẽ gặp một cây ớt trái tim. Cây ớt trái tim này đã hái một mớ làm giống rồi nha. Lát mình sẽ cho coi một đống trái của nó. Thì em ớt này trồng ké vô cái chậu nho, thùng xốp trồng nho. Thùng xốp này là 1 2, ngang là 50 cm, dài 60 cm và cao 60 cm, là trồng được cây nho mới từ ngày 2 tháng 9 đến nay mà nó đã to rồi nhá quý vị. Và nó có 2 chùm trái nha, mới kinh. Thấy chưa? Thấy không? Thì ở gốc cây nho mình cũng có một cái hệ thống tưới nhỏ giọt này. Đó là một cái anh bình sữa. Cái mình bỏ cái cọng rơm, mình đâm một cái lỗ
ở gần đáy cái mình xỏ con rơm vô. Đó. Thế là nó nhỏ 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 giọt, nó dẫn nước ra con rơm và nó giọt xuống. Em yêu khoa học mà. Thì bên kia là khu gieo rau, bên này là khu trồng rau. Rau này là cải, cải củ trắng. Mình thấy chỗ nào thưa là mình nhét hột rau muống vô. À, đây là cái tầng ô ha. À, rau muống nè. Thì hồi mới mình bẻ mấy cái nhánh nho bên kia, nho đỏ Ninh Thuận. Thế là mình chia đoạn là mình cắm vô đây, cứ cắm xiên cắm mới có nhiều cây. Đó. Mình cắm bẫy ở đây rất nhiều cây nha. May thì nó sống được cây thì cũng ngon rồi, đi mua hết 120.000 mà ta cắm bẫy trong vòng mấy giây mà lại ra được cây thì cũng ngon, ý là vậy đó. Xiên cắm để có nhiều cây con, cũng như muốn có con thì ta cũng phải xiên cắm nha quý vị. Đây là cái máy lấy sáng của mình nè. À, mình phơi cái hạt giống ở đây, trái giống. Trái giống là tiếng Anh gọi là trống giái. Mình phơi trái giống ở đây để con chim nó không có bay xuống đây được. Nó chim sẻ, nó hay ăn, nó thấy màu đỏ nè. Đây là cây nho đỏ của mình. Mình đã tạo cành cấp 1 và như vậy là nó bò ra hơi bị nhiều cành, và cành cũng khỏe. Cho nên mình hy vọng rằng là khi mình tạo cành cấp 2 nó sẽ ra được 1, 2, 3, 4, 5. 5 nhánh này sẽ túa ra được 10 nhánh cấp 2. Và như vậy là kín vàng luôn rồi. Thì dưới chân nó mình trồng một bầy ớt luôn. Đây là cây é trắng nha quý vị. É trắng này nấu lẩu gà. Còn đây là một bầy ớt trắng. Khoảng chục cây. Và cây nào cũng ra bông. Hên là đợt này không có thấy bị bọ trĩ. Bọ trĩ là cái bệnh sắn đọt, sắn lá và rất khó trị. Mà mình thì lại không trị bằng thuốc hóa học, cho nên càng khó. Đây cũng là một em nho. Em nho ngón tay. Đó, cái nhánh của nó đó. À, tức là cái gốc ở dưới này. Mình mới tạo nhánh cấp 1. Và nhánh cấp 1 hơi bị to. À, bỏ nó dài rồi. À, mà dưới chân nó là gì? Là ớt này. À, ớt hiểm, ớt chim ỉa. Xanh có, trắng có. Quá trời luôn, đã luôn. Kế nó là một cây ổi. Tán rồi hơi đẹp. Mà đậu trái hơi bị nhiều. Đó. Cứ trồng và tưới, còn không biết bao giờ mới có ăn. Đây là cây hương thảo, có lẽ là khủng nhất ở Sài Gòn này đó. Tại vì Sài Gòn khí hậu quá nóng, không có phù hợp với hương thảo lắm. Nhưng cây của mình vẫn phát triển rất tốt. Còn đây là khu vực mình dâm cây bạc hà và cây sen thơm.
Rồi bây giờ nói qua minh họa thêm cho cái hồi nãy, đó là những cây hương thảo được xem là khó trồng, khó dâm, thế mà mình cứ cắm, mình cắt và mình cắm đại vô đất cũ nha các bạn. Thế là xanh um như là rau muống. Nói chung các bạn cứ cắm bừa đi, sẽ có nhiều cây con mới. Có chết vài cây có sao đâu, nhiều nhánh thì ta cắt nhánh ta cắm. Cắt nhánh 10 cm đổ lại và ta cắm xuống đất cũ nha các bạn, để nơi nắng thưa. Rồi sau một tháng ta có thể có cây con để trồng. Muốn có nhiều cây con ta cứ cắm bậy, muốn có nhiều con ta cũng nên cắm bậy nha các bạn. Sau khi mà mình rời khu vườn ở mái nhà và sân thượng thì mời các bạn tham quan cái vườn ở dưới sân. Vườn ở dưới sân thì có những cái cây cũng trồng để giữ giống, ví dụ như là cây dương sĩ đuôi tròn nè. Nhưng ở đây có một bụi tre để gợi nhớ làng quê, và có một cây nho Anden của Pháp đang rộ trái. Để nó rộ trái thì vào mùa nắng ta bắt đầu cắt, trùi lũi các cành. Thì cái cành của nó mình sẽ là cắt ở cái phần cứng á, và còn những cái nhánh phụ nhỏ nhỏ thì ta cắt chỉ chừa 3 mắt lá và ta lặt lá hết, nhìn lên là trùi lũi luôn nha các bạn. Thì nó sẽ tức và nó sẽ ra những cái nhánh chính từ cái những cái mầm ngủ, và trên đó nó sẽ ra nhiều bông. Như vậy bông sẽ ra đồng loạt và đầu trái đồng loạt. Đó, nhắc lại là khi ta muốn ra trái, nho ra trái thì ta cắt cành ở đoạn cứng, đoạn hóa gỗ nha. Và ta cắt hết các cái nhánh phụ, chỉ chừa 3 mắt lá thôi. Nhưng lá đó ta cũng vặt hết, nhìn lên trùi lũi. Thế là nó đâm chồi và ra bông đồng loạt. Vậy nha quý vị. Rồi nãy giờ mình nói tào lao xịt bụp. Cuối cùng thì các bạn nắm được kinh nghiệm gì trong đó thì nắm nha. Ví dụ như là mình cứ cắm đại ha. Và để mà cây dễ ra rễ thì ta nên cắm lên đất cũ, đất sai rồi đó, là kiểu như là đã có hơi cây đồ đó, cho nên là những cái nhánh mới nó dễ ra rễ hơn đó. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.